Thưa quý vị, viên giấy, bánh lười, cỏ Mỹ, toàn những cái tên nghe chừng như xa lạ, không liên quan gì đến ma túy, nhưng thực chất đó lại là những thứ ma túy trá hình vô cùng nguy hiểm. Do có giá khá rẻ, lại có thể dễ mua bán nên những chất này đang được giới trẻ sử dụng ngày càng nhiều. Theo cơ quan công an, thời điểm nghỉ hè cũng là lúc mà các loại ma túy mới tấn công học sinh, sinh viên khi mà đang có khoảng gần 100 loại ma túy khác nhau lưu hành trái phép trên thị trường. Tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, nước vui là các loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường. Với giá không quá đắt nên giới trẻ, đặc biệt là học sinh có thể dễ dàng tiếp cận. Gần đây nhất, Công an Hà Nội còn phát hiện chế phẩm cần sa được đóng gói dưới dạng bánh ngọt hay viên ngậm bọc vỏ kẹo rất bắt mắt. Quận Nam và Bắc Từ Liêm đã bắt được 2 vụ ma túy mới. Trong đó thì có một loại là chế phẩm từ cái nhựa cần sa. Nó được ngụy trang dưới cái hình thức là viên kẹo. Nó được bọc bằng trong một cái vỏ của viên kẹo, nhìn rất giống là kẹo. Thế và bóc ra thì nó có màu nâu dẻo như là sô cô la. Thế cái loại thứ hai là một cái loại mà nó nhỏ và nó hình ở một cái dạng là cái tem. Thế cách sử dụng thì cái loại thứ nhất là ăn bình thường, loại thứ hai thì là để dán vào đầu lưỡi. Theo danh mục của Bộ Công an, hiện nay đã có khoảng gần 100 loại ma túy khác nhau đang lưu hành trái phép trên thị trường. Tuy nhiên, thông tin cho rằng loại ma túy tem giấy, bùa lưỡi đang được bán tràn lan trước các cổng trường học, cơ quan chức năng khẳng định đây là những thông tin không chính xác, do vậy người dân không nên quá hoang mang. Các lực lượng của Công an Hà Nội, trong đó Công an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là chủ công, bên cạnh đó các đội ma túy công an các quận, các huyện và công an các phường, thị xã, đồn trạm thì đều tổ chức công tác nắm tình hình tại khu cổng trường. Tuy nhiên là chưa phát hiện được cái vụ việc là mua bán vận chuyển ma túy tem giấy cả. Phần chủ yếu có trong loại ma túy tổng hợp này là amphetamine và methamphetamine. Đây là hai chất có tác dụng kích thích trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, tạo ảo giác, hoang tưởng. Nếu sử dụng với liều lượng cao trong 3 tháng, khả năng phục hồi não bộ là khó, thậm chí là không thể. Kể cả sau khi mình ngừng sử dụng nó một thời gian rồi, thì có thể có giai đoạn nó cũng bị bùng phát trở lại. Người ta gọi là flashback, là những cái cơn phản hồi, loạn thần. Nó vẫn có thể xuất hiện, thậm chí có những người mà ví dụ như những người mà có tiềm ẩn yếu tố nguy cơ loạn thần như bệnh tâm thần phân liệt chẳng hạn, thì cái đó nó lại càng làm cho bệnh đó dễ phát triển hơn. Một buổi tuyên truyền về các loại ma túy mới của Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho các em học sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân. Tem giấy hay còn gọi là bùa lưỡi là gì? Cơ chế tác động đến cơ thể con người ra sao? Tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp. Thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã tuyên truyền cho các con về phòng chống ma túy, đã các con đã hiểu tác hại của ma túy và 100% học sinh và giáo viên nhà trường đã ký cam kết về phòng chống ma túy ngay từ đầu năm học. Tác hại của các ma túy tổng hợp với sức khỏe là điều đã quá rõ ràng. Nếu không được trang bị kiến thức và kỹ năng thì nghỉ hè, thời điểm ít bị nhà trường và gia đình quản lý, cũng là lúc các em bị tấn công bởi những chất gây nghiện nguy hiểm.